chính mình trong mỗi phút giây mình trải nghiệm với nó, thì các bạn sẽ đi được đường rất là dài. Đến thời điểm này, Dung có thể chia sẻ với mọi người rằng á, nếu điểm cuối cùng của mình là những đồng tiền thì mình sẽ rất khó có được nó. Còn nếu điểm mình hướng tới là sự chia sẻ, là giá trị, là những cái điều mà mình muốn cho đi, và thật sự với cái tình cảm là cống hiến, thì tự động sẽ có những cái vật chất, sẽ có những cái đãi ngộ nó tự tìm đến với mình. Nếu mình quá mong cầu cái gì thì khi không có được nó mình sẽ không có động lực để mình làm. Còn nếu mình chia sẻ với một cái tâm thế như nãy cho đi á, thì mình sẽ có được nhiều hơn những cái điều mà mình mong cầu nữa. Hy vọng là mọi người có mặt ở đây, hoặc là mình về mình chia sẻ lại gì đó, thì cứ theo đuổi đam mê thì thành công sẽ đến với bạn, và sẽ càng ngày càng có nhiều bạn sống được với đam mê của mình. Chỉ cần các bạn là tin mình làm được thì các bạn sẽ làm được. Ở đây có một cái câu mà sáng giờ cũng các bạn đọc đúng không, là một cái câu mà Dung muốn mọi người thử một lần tin nó. Bạn chính là những gì bạn nghĩ và tin tưởng vào. Nếu bạn tin bạn làm được thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn nghĩ cái đó là tốt và bạn tin nó là tốt thì nó sẽ là tốt. Mình hãy nghĩ những cái điều tích cực. Cái gì vậy bà nội? Những cái điều tích cực. Hãy nghĩ những cái gì tích cực và mình tin vào những cái điều tích cực đó mọi người. Một buổi hôm nay khá là thành công. Mình sẽ rất là khó ngủ đêm nay vì những tình cảm mọi người quá nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.